Ok, hello mọi người đã quay trở lại với channel của mình là Linh Sơn đây. Thì hôm nay mình sẽ làm một clip cho đặc biệt đối với anh Thiêm nha các bạn. Đèo tiền. Đây là mình đang ở trong cái đường nhà nhận Thiêm khi bạn đó các bạn. Thì hôm nay nó rủ mình xuống nhà chơi, chắc giờ này nó mới thức cỡ mắt, nó chắc còn say ke. Bây giờ mình sẽ vô cho mình cho cái bá đạo luôn các bạn. Đây nè, mình bữa nay mình quẩy ba lô là anh em biết mình đem cái gì theo đó. Đây. Đây ba lô đây. Đây nè, thấy không? Giờ mình sẽ lấy ra cho mọi người xem nha. Xem. Rồi, chung nhà đây đây đây. Anh em nào coi cái tôi cái từ cái thời làm BCL Vlog tới giờ là biết cái này. À. À nhìn nó nút bạn gian thiệt ra không? Chờ, mấy người, mọi người nghĩ tôi đem nút bạc xuống làm gì? Tôi sẽ đem nút bạc thì vô mình cho nó đập cái nút bạc của nó nghe mọi người. Thì bây giờ mình sẽ cái nút bạc này nhìn như thật luôn nè. Nhìn như thật, nhìn không biết đâu, nhìn chứ không mặt chứ không biết đâu, mình làm kỹ lắm kỹ. Thì bây giờ mình sẽ chạy vô mình làm sao đó, mọi cách làm sao để cho thằng Thiêm nó đừng có biết và lấy cái nút bạc của nó giấu đi và đập cái nút này mà tưởng đâu cái nút thiệt cái nghe anh em. Thì bây giờ mình sẽ đi vô mình làm đây và cho nó liền chứ không nói nhiều, bây giờ đi vô quất liền. Ok các bạn ơi, giờ mình đã vô tới nhà Thiêm nè, bạn thấy không? Đây nhà nó đây. Vô tới nhà nó chưa kịp gọi nó hiểm rồi nữa. Chưa đem bỏ cái này xuống nha các bạn. Một thanh niên nhạc hát giống rồi. Chưa đem mở cái này ra trước, để chút xíu mình đổi liền. Đây cái nút bạc đó nè. Cái con lóc TT channel nè các bạn thấy không? Giờ mình sẽ hỏi nó cái nút bạc nào của nó quý nhất nha các bạn. Làm gì vậy? Coi clip lại. Mới làm nè. Còn mẹ John gì ở đây. John đâu John, tính nãy vô mấy fan nó bình luận nó kêu gì ta? Review nút bạc, gắt vlog gì đó. Mẹ ngỏ vô quay phòng, má đẩy tắt wifi. tao hỏi review nút bạc á mà gì đâu. Ê mà cái nút bạc này của mày quý nhất vậy? Ăn review cho nó đẹp mấy bạn, mấy đứa kia kêu gì đó. Kinh lớn á. TT channel hả? Kinh lớn á. TT channel hả? Rồi để tao ra tao mượn nha, nó mà cho mượn. Má, nhắn đầu nặng nước. Thôi à. Mượn hố được chạy đó phải không? Dạ. Ok, nó, mình sẽ lấy nút bạc nó nghe bạn. Đây, hai nút bạc thanh niên đang ca lắm kìa. Này là cái nó quý nhất nè. Đây, đây cũng khó khăn, cực kỳ khó luôn bạn ơi. Đây. Đây anh em, mọi người thấy không? Soi thấy mình luôn nè. Nước bạc rất là đẹp luôn. TT channel mày, giờ mình sẽ đóng cái này lại trước đi. Nào. Đây. Em lấy cái nút bạc kia ra cho bạn coi. Trời ơi cái nút bạc này đẹp quá bạn ơi, cái nút bạc này. Trời ơi. Má sao lên. Thảo đâu xảo, nút bạc này đẹp thiệt là đẹp luôn á. Các bạn thấy không? Nhìn nó nhém nhém giống thôi nhưng mà mình sẽ làm cho thêm nó thấy. Nó nhỏ nhỏ nó lớn quá. Rồi giờ mình sẽ giấu nó đi. Cầm nút bạc thiệt nặng tay đi. Ok bạn ơi, giờ mình đã mới đi lấy cái búa xong nút bạc thật bó rồi. Giờ mình sẽ đi ra đem ra đây mình đập. Đây là mình có đặt cái máy nè. Thiêm ơi, cái nút này mày không xài nữa, tao đập nghe chứ nút này ấy à. Nè.
Má thiệt. Má tưởng nút bàn sao chứ. Cái nút bạc này đâu ra vậy ông nội? Nút bạc tôi chế đó mà. Nút bạc con xấu. Xấu rồi có thể. Mày dám đọc bạc tao mày gian hồn. Ngủ vô heo rồi. Chị có cái thằng đâu ơi, nhìn thấy nút bạc rồi không biết chị gực luôn. Má gì chứ mẹ. Đây còn quý mà nghe là đập là phải chạy gực liền chứ. Còn chứ chờ nhỏ chứ chờ chứ nè. Có cảm nhận gì không? Thốn gì sao? Nếu mà tao đã nút bạc thiệt rồi nghĩ sao? Lè tao gọng ở dưới luôn. Lè tao gọng ở dưới luôn. Ngắn nước ở dưới luôn gì sao? Gọng quá. Má gực muốn xúc quần luôn bạn ơi, chạy gà thanh niên. Trong mua mấy có mấy chục ngàn mặt giảm tới giờ. Mới ngủ dậy thì cho nã rồi. Nè cái nút bạc này nè. Nè nó quẹt ở đây nè. Cứ lấy ra trong cặp á. Này này tao đem cái bao rồi mày không thấy lạ lạ hả? Dùm bà cạnh khác. Nè kỳ nặng mụn nữa, gặp nó quẹt nó nặng mụn nữa bạn ơi. Bỏ ra ngoài. Bỏ ra. Đéo. Đéo và đéo. À mượn mượn được nó nút bạc lần một chắc đó không dám cho mình mượn kìm yêu nữa bạn ơi. Giấu kỹ gì đó mà gán lấy ra đập được mà. À, trời. Quân vị Sida. Mẹ máu bị nóng lên trời. Máu thật của mặt luôn. Ép vô vui gần chết. Trời ơi tao cười tao ỉa. Thôi bạn ơi, giờ mình đi dẹp cái đó đây bạn ơi, nó tưởng tôi thiệt cơ mà. Giờ anh quay cái đó cho bạn kèo. Đây, 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 đây. Bạn thấy không? Nút bạc giả mình chịu đầu tư, mình đập nó, đập mớp nút bạc luôn nè nè. Bể kiến luôn nè. Rồi kiếm đồ quét cái này, đập vô là giò là chết. Bể nè. Thấy không? Mình đặt cái máy từ nãy nó không thấy mình đặt cái nó chạy ra nó đâu ý đâu được mình đâu ở bên đây mình cho đừng nó nặng bạn ơi cho nó vô là nặng lắm. Vỗ tay vỗ tay vỗ tay. Bánh chừng này nha theo cái bạn ơi thì mình mới dọn dẹp xong bây giờ mình đi lại nhà sau đây sợ nó không bắt nét gì chân rồi bắt nét ok giờ mình mới dọn dẹp xong đi lên nhà sau đây giờ mình sẽ đi lên mình hỏi thêm ở cảm nghĩ như thế nào khi bị nếu mà nó nút bạc thì của nó bị đập nha bạn giờ mình đi lên hỏi nó như thế nào nha. Cảm nhận của anh sao vậy anh? Cảm nhận nãy sao? Trời đặt dao đặt dao đẹp không á chết á có chuyện đâu á nè nó đặt dao bạn ơi lần sau xuống coi chuyện của nhật ở la gia ta rồi cái cướp thề luôn nhiều khi mình đéo thể hiểu được nhiều khi mình đéo thể hiểu được muốn kiếm nhật á à bạn ngon anh thấy như thế nào khi mình cho anh bạn vậy như con què vậy như con què à má đập thiệt tao biết sao á đập thiệt chắc cái cây nó lượn quá thì biết bài của Phú La không gì bài gì đừng nghĩ anh em có chắc bài đó hiểu cao rồi thì hôm nay bạn cho mình thành công nghe anh Liên nó ức chế lại cái mặt nó má đập qua giờ là hai lần nghe mày cây cây quá thì cây luôn thì cả clip tới đây kết thúc ngàn này ai biết được Nguyễn để bắt cắp tôi yêu má đập thiệt rồi sao. Anh Niên sợ đó. Tiêu cao mọi người thì nói chung là mình cho nó là vậy là ok đó. Lần sau mình sẽ cho nó giữ được. Dạ vô gồng, dạ vô gồng. Thiệt hả? Dạ vô gồng. Nó phá vô clip nó ra hoài thì ok mọi người. Thì hẹn gặp lại mọi người. Quá trời Linh ơi.
Ồ, da quá trời luôn à, thanh niên kìa. Thì hẹn gặp lại những clip sau nha. Bye.